chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một thiết bị mới, đó là một bộ micro không dây đến từ hãng Navision Audio, có mã hiệu là N52. Và mình sẽ đập hộp luôn cho các bạn cùng biết là bên trong cái hộp này nó có những gì nha. Thì đầu tiên là hai cái thu sóng micro, hai cái anten. Tiếp đến là micro. Và tiếp theo là một cục dây 6 ly. Một cục adapter. Và một bộ này có tặng kèm luôn cho mình hai cái chống lăng. Và cuối cùng đó là một đầu thu sóng của micro. Và đầu tiên mình sẽ đi đến cái phần thiết kế của cái con micro không dây này. Thì mặt trước được bố trí các nút điều hướng, nút set tần số, và đây là hai cái nấm để xoay âm lượng, tăng giảm âm lượng của micro. Nó chia làm hai bên cho mình dễ cân bằng giữa hai cái micro. Và đây là nút nguồn. Thiết kế hai cái tai quai để cho chúng ta tiện gắn vào những cái tủ jack. Và đây là màn hình hiển thị cái thông số cơ bản của micro. Đó là phần mặt trước. Về phần mặt sau thì mình sẽ cho các bạn cùng nói sơ qua bao nhiêu phần mặt sau. Thì mặt sau sẽ được thiết kế giống hầu hết tất cả các dòng micro không dây bây giờ, là được thiết kế một cái cổng nguồn vào, nguồn điện 12V. Và hai cái cổng này là dùng để gắm vào cái cục anten để thu sóng của micro. Hai cổng Canon cho phép chúng ta out đường tiếng ra với một tín hiệu lớn hơn. Và đây là cổng 6 ly. Và đây chính là cây micro của chúng ta, được sơn tất cả là màu đen. Về phần mặt trước sẽ được trang bị một màn hình LED hiển thị, nút nguồn là bằng cao su, rất dễ thao tác. Ở đằng sau sẽ được thiết kế là logo của Navision, logo bên nổi nha các bạn. Và đầu mic, đầu lưới này sẽ được trang bị một cái gọi là thép không gỉ. Phần đuôi micro thì chúng ta xoay, nó sẽ là cái khen cắm pin cho cái dòng micro này, rất tiện lợi. Ở đây có một tem chống hàng giả của Navision. Và còn điều đặc biệt nữa ở cái micro này đó là gần ngay cổ mic sẽ được thiết kế một cái đẩn, khi các bạn nắm tay vào cái phần này rất là chắc chắn. VDI chuyên gia âm thanh karaoke, VDI phối theo nguyên lý lắp theo âm học. Và thứ hai, mình sẽ nêu vào tính năng của dòng micro này. Và đầu tiên sẽ nói về phần chất âm. Chất âm cho nên tiếng bass dày và lực. Tiếng mic sẽ hoạt động từ 1kHz đến 3kHz. Sẽ giúp chúng ta hiệu chỉnh dễ dàng hơn trên âm ly hoặc là mixer kỹ thuật số mà không gây hiện tượng hú. Và thứ ba, nó sẽ cho ra chất âm cho cái giải chép á, sẽ thanh thoát nhẹ nhàng hơn, giúp cho việc mà khi chúng ta hát những nốt cao á, sẽ không bị chói tai. Và đây đặc biệt nữa là cái dòng micro này sẽ được trang bị cái công nghệ gọi là tự tắt và tự ngắt tiếng. Tự tắt ở đây á, có nghĩa là khi các bạn không sử dụng đến micro cho vòng 15 phút thì nó sẽ tự tắt nguồn, và khi chúng ta muốn hoạt động trở lại á, chúng ta phải mở nguồn. Còn công nghệ tự ngắt á, là khi các bạn hoạt động micro nhưng các bạn để lên bàn trong vòng khoảng 5 giây thì micro sẽ tự động ngắt tiếng đi mà không có tín hiệu nữa. Nhưng khi chúng ta chạm tay vào micro thì nó sẽ hoạt động trở lại và thu tín hiệu trở lại. Và còn một điều đặc biệt nữa, nó sẽ được trang bị công nghệ gia tốc, là khi chúng ta làm rơi cái micro thì lúc mà trong trạng thái đang rơi á, micro sẽ không thu tín hiệu, để tránh những việc mà gọi là gây ra những tiếng động lớn đột ngột trên loa, giúp bảo vệ cho thiết bị của chúng ta. Và những công nghệ đó sẽ giúp tiết kiệm pin rất là nhiều. Trang bị công nghệ UHF mang lại sự ổn định sóng cao, tăng hiệu suất hoạt động của micro lên, và đồng thời sử dụng chức năng tự động hệ sóng sạch và trang bị 200 kênh tần số thì sẽ tránh được hiện tượng gọi là bị trùng và bị nhiễu tần số, rất thích hợp cho các bạn dùng để kinh doanh, thiết lập phòng karaoke. Một con phố khi xưa đùa vui, giờ chỉ là trong di vãng đi xa mãi mãi. Vì
sao em bước đi, vì sao em nói đi, vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau. Yêu là yêu mãi nhé, chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Lời nói đó cũng chỉ là như phút giây ban đầu. Subscribe VDA, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Micro không dây Davidson N52 được thiết kế dành cho các phòng karaoke kinh doanh cũng như là các dàn gia đình lớn, phòng trà hoặc sự kiện, và sẽ được VDA Shop phân phối chính hãng với mức giá là 4.900.000. Và nếu các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm, các bạn có thể gọi trực tiếp đến các số hotline của VDA Shop để được các nhân viên hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đừng quên subscribe kênh của VDA Shop nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.